thấy là có tiền mới lấy được chồng. Tức là cái đây là cái phong tục nó còn chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ đó. Đúng rồi, dạ. Trời ơi, ước gì mình được sống cái thời đó. Kêu là xin mẹ, kêu nói mẹ không có tiền, anh cũng không có tiền nữa. Thôi, bắt đầu quyết định với em ứng trước đó. Ứng hết luôn. Em ứng hết luôn. Ứng hết luôn. Đi chụp hình cưới, đi rút ra cưới, đi xe, đi lấy tiền đi xe. Biết rồi, tôi hỏi nhiều, đang biết sao không? Đã hỏi trả chưa? Thì đúng là em cưới xong em lời được ông chồng thiệt. Ông xỉn đến nỗi mà em phải chở từ Bình Dương về Sài Gòn. Một tay em cầm lái, một tay em dịp người xa. Trời ơi. Cho nên là từ bữa giờ cưới thì em không phải giặt đồ, không phải lau nhà, nói chung không phải làm gì hết á. Anh làm hết? Dạ, anh làm hết. Tính tình thôi. Đi làm mà đừng có nhắn tin đó. À, đừng có nhắn tin nữa. Ý là đừng nhắn tin đây, chửi chào nó mắng lên đây nữa. Chửi thẳng luôn, đừng nhắn tin nữa, mệt mỏi. Xin chào hai bạn. Lâm Cúc, Mai Hồng Vân, Dòng Hùng Thuận, Chi Trang, Biên Gặp, Việt Hòa, tụi cái này. Em nói tiếng... em đã được tiếng Việt. Hả? Em đã được tiếng Việt chị. Tiếng Việt phải không? Dạ. À. Tiếng Kinh chứ hả? Em là người ED. ED. Dạ đúng rồi. ED thì đây là em nói được tiếng Kinh, đúng không? Tiếng mình được, là gọi là tiếng Kinh đúng không? Kinh. Dạ dạ dạ. À, em là Hồ Hoa Nia, đến từ Đắk Lắk, năm nay 29 tuổi. Hồ Hoa Nia? Dạ. À. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Dạ. Còn anh chồng dạ, em. Chào anh Quốc, chào Giang. Em là tên là Lương Hành Giang, quê ở Bình Dương. Công việc của em là hạch ngon cung bắt đấy. Giang có cảm thấy đúng không? Em cái nhà em nói tiếng Kinh dở hơn vợ. Thưa quý vị, cho chàng pháo tay để cổ vũ cho anh. Chắc có lẽ là lấy vợ là người ED cho nên bây giờ là quen tiếng ED. Đúng rồi. Chắc cũng thấy vậy là vậy đó. Nó bằng cô vợ. Đó. Rồi mời em giới thiệu lại. Em là Lương Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Lương Lương Luân Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Rồi tiếp tục. Quê ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương. Công việc. Công việc là thịt ngon quốc tế, công ty Labason. Đó, đây là công việc của các bạn là gì? Thịt ngon quốc tế á. Cái gì? Là bên công ty thực phẩm á. Thực phẩm á, thịt ngon, dạ. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon đúng không? Bây giờ á chị nói nghe, tại vì á hôm nay rất là vui bởi vì đây là một cô dâu người dân tộc đầu tiên đến tham gia với chương trình. Đúng rồi. Cho nên là anh Thuận anh rất là phấn khích. Và bây giờ thì xin tất cả mọi người một tràng vỗ tay. Với cô dâu ED. Cái bộ đồ này có phải là cô dâu mặc không ạ? Dạ, này là bộ thổ cẩm truyền thống của người đồng bào ED. Dạ, chủ yếu là cô dâu thì mặc bộ này là trong cái tiệc mà đi bắt chồng. Mặc bộ này là để đi bắt chồng? Đúng không? Dạ. Mà không mặc bộ này thì có được bắt chồng không? Dạ, cũng bình thường mà này tượng trưng là mình phải mặc là cái bộ truyền thống của mình. Dạ. Có thể kể sơ về cái tục mà bắt chồng á. Đi bắt chồng là sao? Bắt chồng á. Có nghĩa là nam nữ mà thích nhau á thì về nhà hỏi ba má, thì ba má cử một người đại diện là qua bên đàn trai hỏi, thì sau khi hỏi là mình đưa vòng nè, nếu mà đàn trai nhận á là đồng ý cho hỏi. Rồi bắt đầu mình phải chịu cái tục là gọi là thách cưới của bên nhà trai. Đấy là bên đàn trai có thể đòi của hồi môn ngược lại bên người Việt mình. Ồ, vậy hả? Dạ. Thấy là có tiền mới lấy được chồng. Tức là cái đây là cái phong tục nó còn chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ đó. Đúng rồi, dạ. Trời ơi, ước gì mình được sống cái thời đó. Trời ơi, tôi mà sống thời đó chắc bao nhiêu cô gái bắt tôi. Trời ơi. Nhưng mà nhà em thường thường á là cái phong tục này, như mình bắt một người chồng như vậy thì mình phải mất bao nhiêu tiền? Tùy theo bên gia đình chồng, thì hồi xưa quy ra con bò hoặc là con heo, nếu mà nhiều giàu hơn thì con voi. Giờ thì nó quy ra tiền hết rồi. Là cỡ bao nhiêu ta? Giờ chị nuôi biết coi nhiêu một con. Tại em có hai đứa em thì nó cũng vừa mới cưới. Tại vì hai đứa đều nhà nghèo hết nên là bên gia đình đó, thách cưới thì khoảng tầm 40. 40 triệu? 40 triệu. 40 triệu. Wow. Đó chỉ là mới hỏi sơ thôi. Sau mà mình qua thỏa thuận lại hai bên nữa thì trả trước một nửa chẳng hạn. Còn nửa nợ khi nào hai đứa tự làm thì trả sau. Dạ. Wow. Nhưng mà cuối cùng thì em cưới ông này là em có phải mất tiền về cái chuyện mua chồng không? Dạ cũng có. Tại vì em nói là đợi cuối năm cưới. Mà cuối năm nó công việc của em vậy, em đi làm vậy nó nhiều việc lắm. Xong cho thôi, nếu mà được tháng sau cưới luôn.
Kêu là xin mẹ, kêu nói mẹ không có tiền, anh cũng không có tiền nữa. Thôi bắt đầu quyết định với em ứng trước đó. Ứng hết luôn. Tại vì đợt đó cũng không biết đếm nhiêu nữa, cứ đi chụp hình cưới để rút ra cưới, đi xe để lấy tiền đi xe. Biết rồi, tôi hỏi nhiều đã biết biết sao không? Đã hỏi trả chưa? Ta đầu nhỏ dùng đó. Dạ ông nói nè, trả tôi cho đó. Thì đúng là anh cưới xong em lời được ông chồng thiệt. Lời lớn. Nhưng mà sau khi cưới rồi, bao lâu có em bé? Tụi em mới có đây 2 tháng à. Nhưng mà đã có đủ điều kiện để có thể mình đón chào một cái em bé ra đời chưa? Dạ, hai mẹ chồng cũng chuẩn bị rồi. Anh nhìn thấy ông xã em chắc có lẽ là người đàn ông này không bao giờ biết bia, bọt, rượu, chè đâu hết. Dạ có nhỉ. Lâu lâu à, lâu lâu thôi, bạn bè ông né rồi, ông nói là nếu mà chồng uống, vợ ngăn lại liền, không có cho uống. Tại vì có một đợt mà trên Bình Dương đám giỗ mà ông xỉn đến nỗi mà em phải chở từ Bình Dương về Sài Gòn. Một tay em cầm lái, một tay em dịp người say. Trời ơi. Dôi mà bỏ không chở luôn. Sáng ra hỏi ảnh đi làm. Ảnh đi làm, ảnh dậy, ảnh đi làm, không vợ đi làm. Ủa trưa em về, ông thấy ông chồng đâu, hỏi gọi điện kêu anh đi làm rồi. Hỏi em hôm qua biết chuyện gì không? Không biết gì hết. Ủa sao về nhà biết được không? Không biết. Kêu vợ chở, biết là vợ chở thôi. Mà cho từ đó là ông cũng thề chắc không uống được rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, bây giờ mình tới cái phần hấp dẫn đi nha. Nghe, đó là sau khi cưới về, bữa nay là 6 tháng rồi đúng không? Dạ. Mọi người có đồng ý là anh chồng quá hiền không? Ngon à. Vậy cái người hiền như vậy thì có thật xấu không? Dạ, ảnh là được xấu thì cũng không có. Được cái là thương vợ. Cho nên là từ bữa giờ cưới thì em không phải giặt đồ, không phải lau nhà, nói chung không phải làm gì hết á. Anh làm hết? Dạ, anh làm hết. Chỉ có lâu lâu em nấu cơm cho anh thôi. Mà cái là hơi cọc tính thôi. Người gì mà không tính hả? Không, nói là nói những cái câu trống không. Em thì anh thích ngọt. Ví dụ như câu trống không sao? Giống như ảnh tìm cái khóa thì ảnh không gọi vợ ơi khóa để đâu. Khóa đâu? Trống không. Đó. Em không có chủ em, ngữ. Không có chủ ngữ, vậy ngữ là em không có thích. Nghe chưa. Rồi giờ tới ông đó. Vậy em có điều đi làm trong công việc á, như khách hàng nó nóng tính được á. Không biết chữ ai cái giờ cái nhắc tên cho chào quá chữ chồng đó, đó, vậy đó tính coi như là dựng cái chém thớt đó. Em là chuyên môn là bị làm cái thớt bị chém á, đúng không? Đúng rồi. Là đi làm về cái chiều á, rồi cầm đi máy điện thoại lên phải để ý đó, là hết nhắn nó biết sao được bị chữ à. Em bị chữ quầy hả? Cách 2-3 ngày vậy đó, 2-3 ngày cái chửi bằng miệng không bao giờ thốt nên lời. Em chỉ có chửi bằng tin nhắn thôi. Thí dụ chửi sao đâu thì chữ. Nói chung em cứ lôi cái chuyện là cưới ông rồi tôi này nọ, khổ sở vậy đó. Khổ sở đôi khi. Qua tin nhắn. Mà nhắn dài học luôn. Trời. Nhắn dài sọc luôn á. Ừ. Chửi chắc đã rồi. Rồi có bao giờ em nhắn lại không? Ừ, em hỏi là ủa cái chuyện gì vậy? Đâu có kiếm gì vậy đâu mà nói người ta này kia. Có vậy thôi. Mỗi lần nhắn là không có nhắn dài không? Ổng không nhắn là em chửi nữa. Nhiều lúc chửi xong thấy tội, nhưng mà về nhà thì em là vẫn ngọt. Chửi nhưng mà vẫn cưng chồng. Dạ, cưng được, trời ơi. Chỉ có nhắn tin thôi là em nhắn những cái tin nhắn của em mà đọc phải thấm. Có thấm không? Thấm luôn vậy. Rồi giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Mong sao ổng nhanh hơn chút xíu để mà kịp theo nhịp sống Sài Gòn nè. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì? Để tính tình thôi. Tính tình thôi. Đi làm mà được rồi. Đừng cái nhắn tin đó. Đừng cái nhắn tin nữa. Ý là đừng nhắn tin đó, chửi chào nó mắng lên đây nữa. Chửi thẳng luôn, đừng nhắn tin nữa, mệt mỏi. Thật ra bây giờ á là thật ra bây giờ em phải làm sao cho bé hạ cái việc nhắn tin lại. Đừng cho giận lên nữa, tại vì bị ảnh hưởng tới em bé. Bây giờ chị thấy vậy nè ha. Em á, mặc dù em có sống ở Sài Gòn đi chăng nữa thì là cái cội nguồn á, cái mà gọi là cái tập tục á, mang cái cách sống của chế độ ngũ hệ đó. Cái đó là chị nói thực sự là như vậy luôn. Và vợ em á sẽ rất khó bỏ cái chất đó trong người. Em hiểu chị không? Nhưng mà theo chị thấy là không nhất thiết phải bỏ. Là bởi vì như vậy cổ mới thành công trong công việc. Và mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình lấy một người con gái dân tộc AD với một cái truyền thống người ta như vậy là mình phải chấp nhận. Có nghĩa là cổ sẽ là trụ cột gia đình. Cái đó em phải nhìn nhận thôi chứ em đừng có đòi hỏi chồng em làm trụ cột. Đúng không? Đúng rồi. Thì mà khi em đã nhìn nhận ra cái điều đó rồi
thì em phải thấy rằng á, rồi á, thì em sẽ hiểu được là nếu em đi ra ngoài xã hội, ở ngoài em làm, ở nhà có một người chồng như thế này để sát cánh với con của em thì em sẽ yên tâm. Cho nên là chị nghĩ là em đừng đòi hỏi anh quá nhiều, có nghĩa là sức anh tới đâu anh sẽ làm đến đó. Em hiểu ý chị không? Và em phải nhìn nhận cái điều đó. Đó thì mình thương chồng mình hơn, mình yêu chồng mình hơn, để sau này chi chồng mình á thương con mình, lo cho con mình, mình yên tâm mình đi làm. Chứ giỏi không? Ok không? Ok ok. Để em hạnh phúc nha. Dạ. Ổng nó đeo kính đen, chắc mắt ổng bị lé rồi. Cứ nghĩ trong bụng mày nó dẹp thôi, cứ cứ xin gì hết á, về ổng nhìn đĩa rau ổng bắt đĩa thịt gà. Bây giờ mời quý vị cho một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Hai em có thể giới thiệu về mình? Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Ông Vân, chào khán giả cùng xem chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Như Nguyên, em đến từ Phú Thọ, hiện tại em đang công tác và làm việc tại sân bay Biên Hòa. Và em là sĩ quan phòng không quân, năm nay em 29 tuổi. Wow. Đó, sĩ quan phòng không không quân đó. Nguyên 29 tuổi thôi đó hả? Vui ha. Cái chị còn nhớ hoài ngày xưa đó, chữ phòng không á là cái chữ mà gọi là giống như là em chưa có ai. Em ở phòng một mình em, có nghĩa là phòng không là khác. Tại vì đó là chị chưa có hiểu lắm cái chữ á, biết không? Tiếng Việt mình rất là phong phú, đúng không? Phòng không. Rồi bây giờ em đố chị, khi mà có vợ có chồng rồi thì gọi là phòng gì? Phòng đôi. Phòng đôi. Cái giờ phòng gì? Đó. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và em xin chào chị Hồng Vân và chào quý vị và khán giả trong trường quay. Em tên là Đặng Thị Quỳnh Trang, hiện em 25 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng và sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Hai vợ chồng đến từ Biên Hòa luôn. Dạ, đúng. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Để về lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau thì cách đây 4 năm. Tại vì lúc đó hai vợ chồng em quyết định cưới thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Ủa gì vậy? Từ ngày yêu nhau đến lúc quyết định cưới thì mới gặp nhau, chứ chưa gặp nhau mà gặp mặt nhau một lần. Có nghĩa là đi đến kết luận cuối cùng là mình sẽ cưới nhau thì mới gặp nhau. Ồ, còn bây giờ anh đoán nha, một là hứa hôn, hai là quen nhau trên mạng. Dạ, đúng rồi, quen nhau trên mạng. Ồ. Trời ơi, quen trên mạng bao lâu thì tụi em mới quyết định là gặp nhau ngoài đời? Dạ, chính xác là bọn em quen nhau trên mạng 3 năm. 3 năm luôn? Dạ. Wow, ngoài đời. Nhưng mà là cái thời gian quen nhau trên mạng là vẫn nhìn hình thấy nhau đúng không? À, dạ vâng, lúc đó thì vẫn webcam được anh ạ. Webcam chỉ một lần duy nhất. Chỉ một lần duy nhất. Dạ đúng rồi. Bây giờ trước tiên anh hỏi Nguyên nè, Nguyên nhìn thấy cô ấy qua webcam thì như thế nào? Tại vì lúc đó thì em cũng có người yêu rồi, nhưng mà vợ thì gửi tin nhắn kết bạn qua cái trang web trường xưa. Của cái trang web đó thì em cũng chỉ là chấp nhận thôi. Tại vì đơn giản là ngày xưa em thích bộ đội, nên cái từ khi cái trang web trường xưa em biết chơi á là em cứ vô mấy cái trường bộ đội không à. Cái em thấy cái avatar của anh này nhìn mặt dễ thương mà nhìn cũng hiền hiền nữa. Xong em nghĩ chỉ có kết bạn để nói chuyện với các anh bộ đội xem như thế nào thôi. Chứ em không có nghĩ nhưng là nhưng mà lý do gì mà em lại thích các chú bộ đội? Dạ, tại vì em thấy bộ đội đa số là người điềm đạm, rồi tính rất là hay lo cho gia đình, rất là chu toàn, nên là em ao ước sau này chồng em sẽ là một sĩ quan quân đội. Rồi sau khi mà gặp nhau ngoài đời thì cảm giác nó như thế nào? Em được đi đón vợ ở bến xe, lúc đó thì em đang bị đau mắt, cũng đeo một cái kính đen ra em đón vợ. Thì em bảo thôi, nếu như mà nhìn thấy cô đấy mà có vấn đề gì chắc thôi mình té luôn. Còn em thì sao? Dạ, lúc đầu á là em xuống bến xe Mỹ Đình thì anh chồng em á thì anh có bảo là nhà anh nghèo lắm, cái anh chỉ có mỗi cái xe cúp thôi. Cái em trong đầu không, em đi hỏi tất cả bạn bè xe cúp là như thế nào để ra còn nhận dạng, thế người ta mới chỉ cái xe cúp. Thì ra em mới tìm anh nào mà mặc đồ bộ đội em đi xe cúp cơ, chứ không phải là đi một cái xe ga hay là một cái xe gì khác. Cái em đứng đối diện với ảnh vậy nè. Xong cái em nói không, chắc phải không phải ông này rồi. Ông này nhìn ác ác thì sao sao á, không có hiền. Cái mà lại đeo kính đen nữa, bộ đội ai đeo kính đen bao giờ. Xong cái em gạt suy nghĩ đó ra.
ổng gọi nhưng mà lúc đó em sợ người ta cướp giật điện thoại trước bến xe á, là người ta cảnh báo, xong cái em không dám nghe. Xong lại em hỏi em có phải là Trang không, bảo dạ đúng rồi em là Trang, bảo anh là Nguyên nè. Xong cái em nghĩ ủa rồi xong rồi, đời mình coi như là tiêu rồi, mình quyết định cưới mà hả, ổng nó đeo kính đen chắc mắt ổng bị lé rồi. Em mới nói thôi quả này thôi dẹp đi, không cưới xin gì hết á. Tự nói với mình hả? Dạ đúng rồi, em nghĩ trong bụng vậy đó, dẹp thôi không cưới xin gì hết á. Về ổng nhìn đĩa rau, ổng gắp đĩa thịt gà. Sao cái em ngồi sau cái đuôi xe, em không dám ngồi gần. Mà mặc dù đã ngỏ lời cưới rồi mà em không dám ngồi gần. Ổng kêu xích lại gần đi, rồi cái ôm eo anh nè. Xong cái em kêu thôi em ngồi xa cũng được nữa. Ổng kêu đường này nhiều ổ gà lắm. Xong cái bảo không em không sao, em không té được đâu. Mình nói giờ mình lỡ ôm ổng á, xong tí mắt ổng lé thật là mình phải cưới thật. Cái thôi không có ôm. Xong cái về tới đơn vị, ổng cởi mắt ông bảo nè mắt anh đau mắt thiệt nè. Xong bảo ồ nhìn cũng được trai ta, thế là cũng được thôi cưới đi. Thế là xong cái về là chuẩn bị đám cưới. Mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi ta? Dạ lúc đó em 22 tuổi. À em đang là sinh viên năm 3. À ôi nhưng mà cưới là lúc đó là ra trường chưa? Dạ chưa. Thì bọn em gặp nhau rồi cưới đi đến hôn nhân là vọn vẹn chỉ cho có 2 tháng thôi. Sau khi cưới rồi đó thì hai em có ở gần nhau? 2 năm. 2 năm trời. Dạ. Và những khó khăn như thế nào ập đến với em trong 2 năm đó? Khó khăn thì cái lúc mà cưới nhau về mà cứ thấy 3 tháng rồi mà chưa thấy có cái gì á. Xong nghĩ trời ông này chắc ông tuyệt quá. Xong cái em cứ nghĩ xong cái... ổng kêu tháng thứ 4 mà còn không có em bé nữa thì vợ chồng mình ra đây đi khám. Xong mới bảo nếu mà lỗi do anh á thì anh thả cho em đi lấy người khác, không có làm em khổ. Xong cái em ra được 1 tháng ăn dầm ở dề ngoài Hà Nội á, thì xong cái đến tháng thứ 4 là về vợ chồng em có tin vui. Trời ơi, trong suốt quá trình mang bầu á em tủi thân lắm luôn á, cái đi khám bầu không có ai đi cùng hết. Cái nghĩ trời ơi, xong giống mình giống kiểu hoang quá. Xong cái bắt đầu mà thôi ráng đi, chồng mình đang làm ngoài không phải là chồng mình đi chơi. Xong quá trình đó là đến lúc em sinh thằng cu nhà em được hơn 2 tháng thì anh chồng mới vô. Lúc em đi sanh cũng đi sanh mình luôn? Dạ em đi sanh thì có mẹ chồng. Cái mẹ chồng em nói là cũng đừng có báo cho nó, sợ nó lo. Lúc mà em đau đẻ lên trời, em nghĩ sao nhiều người được sướng ấy, được chồng dìu dắt vô phòng đẻ rồi an ủi. Mình em có đi dọc hành lang mà đâu đẻ. Xong cái tủi thân quá. Nhưng mà cũng ráng rồi, cũng qua hết rồi chị. Rồi bao lâu thì em mới về? Sinh sau 2 tháng thì em mới bắt đầu từ Hà Nội em bay về Sài Gòn. 2 tháng? Vợ. Dạ. Ủa, lúc đó vợ sinh Sài Gòn? Sài Gòn hả? Dạ, vợ em lúc đó thì bố mẹ em là đang ở Bình Dương. Nhưng mà bố mẹ em là làm ăn trên Bình Phước, là vợ em lại sinh ở trên Bình Phước. Vậy đó hả? Rồi là em bay vô gặp con. Dạ. Rồi cái lúc đầu tiên em nhìn thấy con em, cái cảm giác em sao? Em thì lúc đó thì em rất là vui. Mà lúc đó em thấy buồn cười, là bảo ủa mình tuổi trẻ này đã làm bố rồi. Lúc đó em bao nhiêu tuổi ta? Lúc đó em 26 bắt 27 ạ. 26 còn đang 21 nè. Dạ. 22. Có bầu là 23. Tức là em sanh là lúc em 23 tuổi. Dạ. Em hối hận không? Dạ. Là sao mà mình đẻ sớm, mình lấy chồng sớm quá. Không, hối hận thì em chưa có nghĩ đến chuyện hối hận. Chưa bao giờ nghĩ hối hận mà. Lần tại sau, vì... kiếp sau đẻ ra có lấy chú bộ đội nữa không? Dạ, có chị. Nó... vẫn lấy chú bộ đội luôn. Có cái khổ, có cái sướng gì. Xuống đây cái sướng mình lấy bộ đội làm sao? Dạ, lấy bộ đội nếu mà được ở gần anh bộ đội á, thì hầu như tất cả mọi việc trong nhà thì anh hầu lo. Như là ảnh lo hết. Anh lo từ A đến Z. Đón con rồi nấu cơm, em đi làm về chỉ có việc tắm rồi ăn cơm thôi, nghỉ ngơi thôi. Các bạn chưa lấy chồng nhớ nghe cái câu chuyện của cô này, về chắc kiếm mấy ông bộ đội cưới hết nha. Sao bây giờ vẫn vậy luôn? Dạ, tới bây giờ vẫn vậy. Còn sướng gì nữa không? Em thì không biết các ông chồng bộ đội khác như thế nào, nhưng mà ông chồng em thì ít nhậu nhẹt, rồi dạy con cũng rất là nghiêm. Đó, là em sướng ở chỗ đó. Khổ? Dạ. Khổ thì anh đi công tác này nọ, mình em với con. Thằng con nó nhỏ xíu mà mới có 1 tuổi mà mình em. Hai bên nội ngoại cứ kêu là thôi bây giờ để bố mẹ vô phụ cho. Cái em nói là thôi bố mẹ cứ để đó xem cái bản lĩnh của con như thế nào đã, để coi con có làm được không. Cái lúc mà biết ảnh đi Ấn Độ để học tập á, thì cái em cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình mà buồn là ổng này ổng không yên tâm ổng đi, thôi mình cứ ráng vui đi. Ổng đi mà ở nhà trời ơi, em cảm giác mà em không có làm được luôn á.
thay vì sáng ra là ổng đưa con đi rồi, mình chỉ có việc thay đồ rồi đi làm thôi. Bây giờ là mọi việc từ A đến Z đều do một tay mình hết. Mà chưa kể là thằng con nó 1 tuổi thì nó nhiều cỡ lắm. Cho nhiều lúc em mệt mỏi lắm luôn á. Nhưng mà cứ ổng này một ngày ổng gọi bên Ấn Độ về mà ổng gọi 3-4 lần. Cứ sáng ra là em đi làm chưa, em ăn sáng chưa. Rồi cái trưa lại em ơi em được nghỉ trưa chưa, em ăn cái gì, trưa nay em ăn cái gì. Rồi chiều dậy em ơi em đã dậy để đi làm chưa. Ổng gọi thường xuyên vậy, thành ra mình có mất cái cảm giác xa cách với ổng rồi. Xong bẵng 1 năm ổng về thì em nói ồ mình làm được chứ mình không có cái kiểu mà ỷ lại. Tức là mình đã vượt lên chính mình được. Đúng rồi, đã vượt lên chính mình. Mình đã thấy quyền linh rồi. Tức là tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ vợ chồng em lấy nhau chính thức là tròn 4 năm 2 ngày. Rồi bây giờ trong 4 năm đó có tật xấu gì lòi ra không? Trước khi cưới á, cô ấy nói một câu là anh cứ lo mọi chuyện đi, còn tất cả việc nấu ăn để em. Ồ. Dạ. Chắc là vợ nấu ăn ngon lắm đúng không? Dạ. Không, lần đầu tiên về làm dâu thì em biết luôn ạ. Là cho một món cá kho mà bố em không ăn nổi. Là tại vì là cô ấy ở gần biển chắc nhiều muối. Hai nữa là em mà ví dụ em có nhắn tin với ai một cái bắt đầu giật máy. Anh nhắn tin với ai? Làm em nhiều khi đang nhắn tin bạn thấy xấu hổ. Bạn đâu biết đâu xấu hổ. Rồi còn gì nữa? Có cái nữa là cứ có một lần là em thì em xỉn rượu về, con thì tóc tốt. Hôm đấy em cắt tóc cho con, bình thường thì em cắt tóc cho con thì cũng đẹp lắm. Nhưng hôm đấy nào em lẹm quá đà là con chọc mất đầu. Trời ơi. Không phải, nghĩ sao mà ông lấy thân đơn, cạo mình chắc ngày thường ông cắt tóc cũng đẹp. Thôi chắc nghĩ là chắc ông cũng chuẩn. Thôi cứ làm rau đi đã rồi tính sau. Cái lên nhìn thấy con nguyên, có nguyên cái chỏm này thôi là sắp đứt rồi. Là sắp coi như là cái đầu là trắng bóc luôn. Không còn cọc tóc nào. Xong cái em mới điên quá, em giật con đi rồi bảo anh làm trò gì vậy. Xong bảo đưa con đây, con của anh mà. Xong cái bảo em mới bảo con ai. Tôi không đẻ, ai lấy, anh lấy đâu ra con. Thế là xong cái ổng mà đưa đây anh cắt tiếp, anh cắt đẹp mà. Rồi sau cái lúc đó là em đùng cái em đòi bỏ đi. Em nói trời anh không nghe em thì thôi giờ bỏ trong cái. Nhưng mà được cái lão này không bao giờ lão xưng gọi là xưng tao mày hay là gì hết. Chưa bao giờ xưng cô mà chỉ có xưng em với tôi, là lúc đó lão tức nhất là em với tôi. Rồi giờ tới em đó. Nói chung là chồng em thì không có cái điểm xấu gì. Chỉ có điểm xấu duy nhất là ổng giận, ổng hay im lặng. Em khó chịu lắm, em thích cãi nhau là phải có con người đối diện nói lại cơ. Lý do gì mà em im lặng vậy? Tại vì em là nghĩ là em mà cãi nhau với phụ nữ thì cũng không hay lắm. Thôi cứ để vợ thắng đi. Em cứ cho nói hoài, nói miết. Em một là đi ngủ, hai em ra ngoài uống xong ly cà phê về hết nói là thôi. Mình là chia sẻ với bạn, mình giống bạn cái điểm. Không bao giờ thay đổi. Rồi bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là nói thì cũng phải xem là nói chồng những cái gì. Tại vì công việc của em nó cũng không giống như những người làm ở ngoài. Tại vì là thời gian của em thì nó cũng gò bó. Nên là em chỉ mong là vợ em hiểu làm sao là biết là cái thời gian của em nó như thế. Chứ không phải là ép em làm cái này cái kia được. Còn thay đổi nữa là có cãi nhau thì thôi đừng bảo viết đơn nữa. Bố mẹ em bảo là đã lấy nhau rồi thì tối kỵ đừng bao giờ nói câu đó. Dạ. Kiêng tức là ông bà kiêng. Dạ. Không biết mọi người có cảm giác giống như tôi không, là ở trong cái thời bình như vậy á, tự nhiên mình gặp một cái đôi vợ chồng á mà rất giống như trong những cái câu chuyện mà của thời chiến tranh hoặc là những cái bộ phim á. Họ yêu xa nè, họ chờ đợi, họ gọi là yêu nhau một cách tuyệt đối, có nghĩa là không cần điều kiện gì cả, chỉ biết là mình yêu thôi. Thì đây là một cái tình yêu rất là đẹp. Theo chị thấy như vậy. Ngoài những cái việc mà nó có những cái lợn cợn nhỏ của tất cả những cặp gia đình khác, thì cái tình yêu của tụi em á, rất là lý tưởng. Cho nên là nếu mình đã đến được với nhau, mình đã có được nhau rồi á, thì phải nên giữ. Và hơn ai hết là em nghe chồng em có một cái mong muốn là mong em hiểu cái công việc của ảnh và em thông cảm. Và đừng bao giờ nói chuyện chia tay, bởi vì đó là cái điều mà không bao giờ cái người chồng mà làm cái nghề này họ mong muốn, bởi vì họ phải yên tâm với cái hậu phương vững chắc. Cho nên khi mà anh quyết định lấy em á, là anh chỉ có mong muốn một điều là để xem hậu phương này có vững chắc hay không. Thì chị nghĩ rằng em luôn luôn nên làm cái điều đó cho anh yên tâm.
đúng không? Rồi, cảm ơn tụi em rất nhiều nha.